Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình, huyện An Phú vừa phối hợp ban cai quản họ Đạo Cao Đài liên xã Khánh An, Long Bình tổ chức khai trương bếp ăn từ thiện. Đồng chí Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú đã đến dự. Bếp ăn từ thiện được xây dựng trên diện tích khoảng 32 m² với tổng kinh phí thực hiện gần 50 triệu đồng do Quý Chức Diệt, Đào Hữu và Mạnh Thường Quân ở địa phương đóng góp. Bếp ăn từ thiện hoạt động từ 9 giờ đến 13 giờ, dự kiến sẽ phục vụ cho khoảng 40 suất ăn miễn phí mỗi ngày. Bếp ăn hoạt động với tiêu chí bảo đảm bữa ăn không chỉ ngon mà còn sạch, nhằm mang đến những bữa ăn chay thanh đạm, ngon miệng cho người nghèo, người lao động khó khăn trong và ngoài địa phương. Đây là mô hình hoạt động nhân đạo thiết thực và hiệu quả. Kinh phí hoạt động được duy trì bằng nguồn xã hội hóa từ các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Mô hình góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện an sinh xã hội ở địa phương. Đây cũng là một trong những mô hình của thị trấn Long Bình thực hiện theo chuyên đề năm 2024 về An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân.